Sáng ngày 12 tháng 9 tại thành phố Đà Lạt, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức khai mạc giải vô địch Điền Kinh Quốc gia, các nội dung tiếp sức năm 2024. Giải đấu năm nay quy tụ 224 vận động viên của 17 đoàn trên toàn quốc tham gia tranh tài ở các nội dung chạy tiếp sức hấp dẫn như 4x100m, 4x200m, 4x400m, cùng các nội dung vô địch dành cho nữ và nam U23 như 4x200m và 4x800m. Theo chia sẻ từ ban tổ chức, sân vận động Đà Lạt hiện nay đã được trang bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tổ chức giải đấu, từ cơ sở vật chất đến hệ thống trang thiết bị hiện đại, đảm bảo cho các vận động viên thi đấu trong môi trường tốt nhất. Điều này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho các vận động viên mà còn thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Giải đấu không chỉ là một sự kiện thể thao mang tầm quốc gia mà còn là một phần hoạt động trong phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại năm 2024, nhằm khuyến khích mọi người tham gia rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe. Đây là một trong những hoạt động nhằm hưởng ứng các chương trình của festival. Và năm nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch rất là vinh dự được Cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn Điền Kinh Việt Nam tin tưởng lựa chọn Đà Lạt Lâm Đồng là nơi đăng cai diễn ra tổ chức giải vô địch Điền Kinh các nội dung tiếp sức lần thứ 3 năm 2024. Đối với Đà Lạt Lâm Đồng là một trong những cái địa phương mà hiện nay có cơ sở vật chất đạt chuẩn rất là đẹp. Đó là có 10 làn chạy đạt chuẩn quốc gia, quốc tế. Và đây cũng là dịp để cho các vận động viên của Việt Nam chúng ta về thi đấu, cọ sát, giao lưu, học hỏi. Thông qua đây thì cũng Liên đoàn Điền Kinh Việt Nam sẽ tuyển chọn các vận động viên xuất sắc để thi đấu ở các giải quốc tế trong thời gian tới. Giải vô địch Điền Kinh Quốc gia các nội dung tiếp sức sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 12 đến 14 tháng 9, hứa hẹn mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn và kịch tính. Ban tổ chức sẽ trao huy chương cho các đội có thành tích xuất sắc nhất.